thì cô đứng ăn cắt đi. Dạo thì phải ra lấy thêm cái cầm đúng rồi đúng rồi. Cắt cắt cho cô nước kia chứ. Cho tôi ông nhà. Ba tập. Nó trẻ nó mới nè. Làm mới. Kia dân mà để ở Hải Dương mà nó hay để từ đúng một tủ mà đi. Khả năng thế. Thì ra này. Mình đưa chị miếng kia. Ít rồi. Ăn nữa không Đức Tuấn Anh ơi? Không. Ăn hoa? Không. Để xin lọt. Chữ sinh nhật thảo cắt đi cắt ra nha. Một ngày lễ rất đặc biệt dành cho các bạn học sinh sinh viên, đó là ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Chúng tôi xin được chúc tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trong cả nước một thành tích học tập và công tác đoàn thành công. Thôi nữa, mình chứ không. Con muốn ăn gì thôi thì bảo thôi. Con ăn gì thôi. Quần áo này. 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 Công nhận là Giang của Tuấn Anh rất là ngoan nhờ Tuấn Anh lấy cho mẹ cái giấy. Tuấn Anh ngoan lắm. Ở Đức lấy cho mẹ cái giấy đau ở trong kia. Nhà con là ngoan lắm. Đây kia là ở cái chỗ tủ của bà đấy. Đấy mở ra, mở ra. Tủ này. Lúc nào hư là hư ngon trông. Đây con này nó toàn hư. Không có cáo. Không có cáo. Đấy, tôi xin tự giới thiệu mà cho này mình Đức tí nữa thì học lại cái giới thiệu nào về trái tim. Đức con làm bơ vô nhé. Còn Đức nói thì lần sau được, cứ lần đầu là nói là trắng. Chiến thắng là chính. Mình không thế, nhưng tôi này Đức nhỉ. Chúng tôi đến đây để làm gì Đức? Anh nói đi nào. Giao lưu, học hỏi. Rất mong được sự cổ vũ. Thế thôi. Giao lưu học hỏi. Chúng mình đến. Và ai đấu sẽ. Bà thích ăn này thì dành học hỏi ngự quên. Đi ăn đi. Con được chuẩn mà con thích ăn. Đừng ở với ông này về. Ở với ông nha. Con tưởng chuẩn. Còn cái này mai đi giày đi nhá. Mai nó đi giày. Đây thì đi em đúng không con chuột? Không, mai thi đấy. Đúng không? Chuột mà anh ăn bơ, con chuột nó hay thích ăn bơ. Con sẽ ăn. Ăn nhiều thôi. Dạ, 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 dạ. Một muối thôi. Để ông ăn thêm bánh cho này. Ăn bánh cho này, ăn bánh. Này ăn là ngon. Lần nhất để mua hoa quả, mua thu dân bánh ăn, thì ăn cơm xong. Vợ này em y như vợ hệt vợ thì bà ăn cho hả? Bà cho trả cái nhân mì đi. Thịt nhớ. Thịt nhớ cà phê và thịt nhớ cho má. Thịt nhớ mì trong mơ. Đục thì em đục cái trong con đục. Thôi bà ăn thế này còn đồ ăn không? Thế đi học về hay sao? Thế thì ai phải xanh cho hiệu. Thế thì xoay gương. Chưa về là sáng mai, sao? Bố đưa cho bố mẹ mẹ bố đưa cho mẹ mẹ bố bố từ từ đó nhà văn đó chẳng phải xe hôm nay là ở nhà cái trong lo được cái cặp anh Đức kia gấp sớm cứ rồi này nó còn kéo con nhà tin lý nhỉ nó không cái con nhà tin lý nó hai cái tin một thôi mà con này thằng này cứ tưởng bằng thế mà nó sao nó không đi ra cái kìa. Chị ra cái kìa. Cái kìa. Anh bắt chía kìa. Ấy, ăn ngon chưa? Không ăn nốt cái này đi à? Ăn gió này. Anh, Giang. Ui xời, ui thẹn. Ui đẩy, ui chạm. Ừ, tôi nói thế. Bít tôm bít bồi, những người khất khẩu. Nói, ăn nhiều thế mà không có đây. Ui, chú. Đông người chết rồi. Sống cho tình yêu, chết cho tình yêu. Xong rồi, chết cho tình yêu. Mẹ đang gấp đấy. Đấy, ngon chưa? Mẹ là được nhiều nhất. Đấy, mẹ nói rồi đấy. Đấy, mẹ.
Đấy, thì chưa này mình nhìn thấy cậu chứ. Đấy. Đây này. Mình nhìn thấy không? Gọi là đừng, em đừng. Này, còn nằm với tao này này. Đấy đấy, cậu ngó ngó nhìn. Con không nên để bà mẹ xuống. Ngồi đấy rồi. Đấy, nhìn thấy bà rồi. Sao mà nó quen thế, mình cứ bà có tóc hơi gà. Dạ, nó không đi lấy chị nhận, nó không nên, mình cứ cảm thấy là nó... Nó thì làm thế hả? Giờ tạm đi học ra. Milo, luôn dinh dưỡng với mầm lúa mạch và sữa mang đến cho trẻ đầy đủ dưỡng chất cần thiết. Ngon nhỉ? Rất dễ hấp thu, cho trẻ năng động. Bánh mà ăn nó không ngấy. Mấy lần ăn bánh thì có lẽ là cái lần này là nó vừa bánh nhở, mấy lần trước là đều bánh hải dương nó đều đặn. Vâng. Kiếp đi. Nó cứ khô. Ăn nó khô lắm. Cái này em...